Em rất là vinh dự và vui khi được tham gia chương trình của giải đấu mà của thương hiệu mà em đại diện. Em nghĩ là kệ TaylorMade là một kệ rất là tốt, cho nên là cái chất lượng vận động viên cũng rất là cao. Và mỗi năm thì TaylorMade đều tổ chức một giải đấu để tri ân các nhà tài trợ, rồi tri ân những khách hàng. Thì năm nay em cũng tham gia, đây là năm thứ ba thì em rất là vinh dự. Thì em thấy càng ngày thì càng TaylorMade càng tiếp cận đến những cái tệp khách hàng đặc biệt hơn. Thì năm ngoái thì không có đông KOL như năm nay có thêm rất là nhiều KOL nổi tiếng như em thấy trên danh sách. Em nghĩ là gần đây thì các bạn đã rất khá hơn em rất là nhiều, tại vì các bạn đã có huy chương SEA Games. Đội tuyển Việt Nam ở CACS cũng đã làm được nhiều kỳ tích. Thì em nghĩ là golf Việt Nam đang đi đúng hướng và đang phát triển theo hướng tích cực.